mến, những tiết mục văn nghệ trong cây nhà lá vườn của chúng tôi sẽ được gửi tới các bạn. Đây là những lời thơ, bài hát, tiếng đàn và những bước nhảy vui nhộn. Mỗi khi gặp nhau, chúng tôi thường vui hát bên nhau. Mời các bạn cùng xem. Hoàng Ngọc xin tặng các bạn bài thơ Hương Thầm của Phan Thị Thu Nhàn. Cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng hiểu vì sao Hương Thầm của Phan Thị Thanh Nhàn đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc chuyển thành bài hát, được rất nhiều thế hệ yêu thích. Nay tôi chơi bản nhạc này gửi tới các bạn, mời các bạn cùng nghe. Thank you.
Có những làng quê Việt Nam yêu dấu đã đi vào ca dao dân ca và đi vào bản nhạc Làng Quan Họ Quê Tôi của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Bản nhạc đó sẽ được bạn Thanh Sơn trình bày. Trường phổ thông cơ sở Đồng Phú, thấy một cô giáo giúp một em học sinh bình tĩnh lại trong giờ chính tả vì cậu trót đánh đổ lọ mực tím. Tôi đã viết bài thơ Dòng Chữ Tím của Em với câu nào cũng có từ tím để tặng cô. Kìa mực tím dây ra tay cô tím, áo trắng màu cũng tím mấy nụ hoa. Cậu trò nhỏ làm đổ nghiên mực tím, sợ mẹ giày la má bỗng tím run người. Đừng khóc nữa, cô gom dòng mực tím, giọt giọt rơi rơi lọ mực tím lại đầy. Cho má trẻ hồng tươi không tím nữa, răng sún cười mực tím vẫn nhoèn môi. Lại cặm cụi em viết dòng chữ tím, kính mừng cô bông tím sớm chiều qua. Các bạn thân mến, sau đây bạn Lã Sơn góp vui chúng ta một vũ điệu cha cha cha. Ngày khai trường, học sinh thành thị được bố mẹ đưa đến trường bằng ô tô, xe máy. Nhưng học sinh trường nội trú của cô giáo Yên đến trường bằng đôi chân trần. Các em phải vượt qua 30-40 cây số đường rừng, dốc núi đèo cao. Cô giáo rất xót xa, thốt lên lời thơ. Em đến trường bằng đôi chân bé nhỏ, lem luốc bụi đường.
Em đến trường, đôi bàn chân tấy đỏ vì đường xa đi bộ. Nhìn đôi chân trần bé nhỏ, nỗi xót xa cứ đọng mãi trong cô. Cô giáo Yên còn viết một chùm thơ về những em học sinh hơ mông ngây thơ mà đáng yêu. Qua đó ta thấy được một trong những muôn vàn khó khăn của người cõng chữ lên non. Ánh mắt em long lanh ngơ ngác, nhìn như cười khi lần đầu gặp cô. Mới đến trường cái gì cũng lạ, không giống những điều ở bản ta. Xem tivi em cứ tần ngần mãi, cô giáo ơi, thằng người nhỏ đâu rồi? 8 giờ tối chạy lên phòng bảo vệ, mình buồn ngủ rồi, bác bảo điện nó ngủ đi. Giữa ánh đèn sáng choang sân khấu, em gọi to, thầy giáo ơi, cái lá nó chết rồi. Thầy chạy vội ra sân sau tìm lá, và ngọt dịu môi em điệu khèn lá ngân xa. Em có biết những điều đơn giản ấy mà cô trò cứ mãi thương nhau? Điều chưa biết đến trường em sẽ biết, để xa cành cấy đã nhú chồi xanh. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Đó là tâm sự của bạn Bích Liên qua bài hát Mong ước kỷ niệm xưa. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên đường, trên bờ môi và trong những... Chị Lã Thanh Huyền là giáo sinh tiên tiến của trường Sư phạm Tây Bắc. Ra trường, chị làm hiệu trưởng trường cấp 23 huyện Mường Lay, tỉnh Lai Châu. Nhiều năm liền, chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Về hưu, chị đã chọn cho mình một sân chơi lịch sự văn minh với những vũ điệu tuyệt vời.